Rồi chúng ta bắt đầu. Rồi. Ngày lâm sàng trị liệu, chúng ta sẽ có các ngày lâm sàng sau đây. Một ngày đầu tiên chúng ta học toàn bộ về các cái kiến thức cần phải biết khi đi thực tập nội khoa. Đó là các bạn nhìn vô đây, các bạn có thấy thầy ôn lại một chút xíu. Tất cả những cái gì bạn phải biết trong 5 ngày đi nội khoa. Ngày đầu tiên các bạn sẽ học qua tám cái video này ngày đầu tiên. Như vậy các bạn đều được nhận 8 cái video này gửi trước từ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật trước khi đi qua bệnh viện. Nhất đó là video viêm bàng quang, thứ hai là video làm bệnh án, thứ ba là video sỏi niệu, thứ tư là video nhiễm trùng vết mổ theo phương trình MOX, thứ năm là video tán sỏi ngoài cơ thể, thứ sáu là video cắt đốt nội soi tiền liệt tuyến và cắt đốt nội soi tiền liệt tuyến. Cái video thứ bảy là labro lấy sỏi khúc nối cộng với đặt đốt G. Cái video thứ 8 đó là laser tán sỏi nội soi. Và chúng ta có một cái đề thi mẫu để chúng ta biết cách, và ngày nào cũng có một cái đề thi mẫu 3 cho tới 5 phút hết. Rồi, như vậy hôm nay chúng ta sẽ đi vào lâm sàng của ngày thứ 3, tức là the third day. Third day thì các bạn sẽ phải vượt được cái hôm nay là third day. Đây, các bạn nhấp vô chuyện phải làm trong ngày third day. Thứ nhất, chúng ta sẽ có 7 mục phải vượt qua trong cái ngày third day này. Cái thứ nhất là bệnh án sai. Cái thứ hai là tại sao sỏi bàng quang lại không được đái ra ngoài. Cái thứ ba là một cái ca sỏi niệu quản phải trên cái niệu quản phải nằm sau tĩnh mạch chủ. Cùng lúc đó thì bệnh nhân lại có sỏi niệu quản nội thành cùng bên. Và đây là một bệnh nhân nam 94 tuổi. Nhưng mà các phẫu thuật viên thì lại hội chẩn lại quyết định là Lavaro. Các bạn sẽ thấy đây là một cái sai lầm chết người trong chọn option. Và hậu quả là rất là nhiều hậu quả xảy ra sau đó. Rồi cái thứ năm, cái thứ tư đó là sỏi niệu tái phá. Cái thứ sáu là học bài sỏi niệu trong 5 phút. Cái thứ kế tiếp là chúng ta sẽ học bài sỏi niệu thứ phát do lao phổi. Và kế tiếp là chúng ta học một cái bệnh án sỏi niệu hai. Trong 7 mục này thì hai mục quan trọng nhất đó là một bệnh án sai và một học sỏi niệu trong 5 phút. Chủ yếu các bạn nắm hai cái này là đủ. Trong cái bệnh án sai thì cái sai thứ nhất là sai option. Các bạn biết trong các can thiệp nội khoa thông thường ta có 6 option. Tuy nhiên không phải bệnh nhân nào cũng có đủ 6 option. Do đó khi làm bệnh án, các bạn chỉ chọn những option có chỉ định trên bệnh nhân đó mà thôi. Nếu bệnh nhân đó không có option đó mà bạn vẫn kê ra thì bạn sẽ bị rớt. Thí dụ trường hợp của anh sinh viên IK40 này, bệnh án của ảnh là một cái sỏi niệu quản. Các bạn nhìn đây, đây là một cái sỏi niệu, bệnh nhân vào viện vì một cơn đau quặn thận. Và trên KOB các bạn sẽ thấy một cái sỏi niệu quản rất nhỏ bằng hột mè nằm ở niệu quản bên phải. Không phải hai cái cục này nha, bên phải các bạn nhìn con chuột có thể nè. Đó. Thì dưới CT người ta thấy được rằng đây, CT của sỏi nằm đây. Như vậy trong trường hợp này chỉ có một option duy nhất, đó là điều trị nội. Vì trong nước tiểu bệnh nhân không có bạch cầu, không có nitrate, cho nên chỉ cần điều trị nội cho giảm đau 3 cho tới 5 ngày gì đó, là uống nhiều nước và cho thuốc giảm đau, bệnh nhân sẽ đái cục sỏi này ra. Tuy nhiên cái anh sinh viên lại đưa ra các phương pháp điều trị là tán sỏi ngoài cơ thể, lấy sỏi thận bằng phẫu thuật nội soi 6 phút mạch, lấy sỏi thận qua da, tán sỏi niệu quản nội soi, mở mổ mổ mở lấy sỏi. Như vậy những bệnh án này đều sẽ bị rớt rớt ngay. Như vậy hôm nay thầy dạy và thầy nhắc lại một lần nữa, khi đi lâm sàng của niệu các bạn nhớ dùm, trong niệu khoa có bệnh án tiền phẫu của niệu khoa có 6 option, thì trong trường hợp đó chỉ có option nào có chỉ định trên bệnh nhân đó mới được kể ra. Bất kỳ một trường hợp nào kể ra mà không có chỉ định là đánh rớt ngay tức khắc. Các bạn thấy một cục sỏi nội thành mà các bạn kia là chỉ định BCNL. BCNL là phải đâm một cái kim ngang qua chỗ mô thận. Cái thận nó nằm ở đâu dưới háng. Cho nên các bạn kể ra là các bạn sẽ rớt ngay. Không có nói gì nữa. Nói thầy ơi kể cho tụi em đâu có chọn. No. Trong trường hợp này không có được kể. Ngược lại những bệnh nhân đó có những option khác mà bệnh viện đó không có điều kiện làm. Nhưng những bệnh viện khác có điều kiện làm mà bệnh nhân đó có option đó, thì mà bệnh án đó thiếu option đó, thì bệnh án đó vẫn bị trừ điểm. Tại sao bệnh viện mình không làm được nhưng bệnh viện khác làm được và option đó tốt hơn, mà bạn không chuyển bệnh nhân đó, không giải thích với bệnh nhân là nếu muốn option tốt hơn chúng tôi sẽ chuyển bạn đến bệnh viện đó. Như vậy trong bệnh án nội khoa, cái điều quan trọng bệnh án tiền phẫu, nếu các bạn có nhiều option
mà các bạn kể thiếu, bạn bị trừ điểm. Nếu không có option đó mà bạn kể ra, bạn bị rớt, không có trừ điểm mà quánh rớt luôn. Nhắc lại, trong niệu khoa có 6 option can thiệp. Số 1 đó là tán sỏi ngoài cơ thể, số 2 đó là BCNL, số 3 là Laparo, số 4 là Ando Laser, số 5 là Sandwich và số 6 là Open. Tuy nhiên không phải bệnh nhân nào cũng có đủ 6 option đó. Trên bệnh nhân đó nếu có 3 option thì kể ra 3 option và chọn lựa option nào là chuyện đó của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Người bác sĩ không nên chọn option. Ngược lại, nếu có những bệnh án đó có nhiều option, bệnh nhân đó có nhiều option mà em kể thiếu, em bị trừ điểm. Nếu bệnh nhân đó không có option đó mà em kể ra, em bị rớt, không có trừ điểm mà vẫn rớt luôn. Vì nó không có chỉ định đó. Rồi, đó là cái sai thứ nhất khi làm bệnh án cả tiền phẫu. Đây là một bệnh án được bắt, và bệnh án này là sai bệnh sử. Giờ hôm trước, thầy đã có một cái video đó rồi. Và các bạn IK31 có đọc cái video đó rồi. Cho nên các bạn lấy link này, các bạn thêm cái link video đó nữa, thì các bạn không có giảng lại, không có giảng lại cái bệnh này. Các bạn, thầy chỉ phân tích cho các bạn trên cái CT thôi. Tại vì hôm đó, đang dạy online chút gọi lại. Đang dạy online chút chút gọi lại. Như vậy các bạn nhìn vô đây, echo thận phải ứng nước độ 2, echo thận trái ứng nước độ 3. Nhưng mà bạn nhìn vô CT, KOB, các bạn thấy bên trái rất nhiều sỏi nằm ở khắp nơi. Tuốt trên này, tuốt ở đây, tuốt ở đây, tuốt ở dưới. Và một cục ngay khúc nói và làm tổn thương cái thận trái rất dữ. Thận phải, một cục ngay khúc nói, hai cục nhỏ nằm kế khúc nói và một cục nằm ở trên đầy giữa. Như vậy, các bạn có thấy, đây trên CT các bạn có thấy bên trái hư hết, thận giãn mỏng, giống như cái bong bóng mà các bạn đổ nước cho chồng. Bên phải các bạn thấy nó cũng ứ nước rất là nhiều. Trên CT các bạn thấy chức năng của thận phải còn rất là ít. Muốn biết rõ chức năng ta phải làm thêm scintigraphy. Ở Cần Thơ có bệnh viện Ung Bướu có máy scintigraphy. Như vậy nếu chúng ta có người nhà mà bị bệnh như thế này thì ta yêu cầu bác sĩ cho chuyển qua bên bệnh viện Ung Bướu làm scintigraphy để chúng ta quyết định, để đánh giá coi coi cái thận đó còn được bao nhiêu phần trăm và tiên lượng rằng bao nhiêu năm nữa bệnh nhân đó phải chạy thận nhân tạo. Rồi, như vậy trong cái mục tiêu của cái ngày học third day on clinic on urology thì các bạn sẽ thấy các bạn phải vượt qua được 7 cái nút này. Nãy thầy đã giảng xong cái nút số 1. Trong nút số 1 có 2 mục, đó là sai option và sai bệnh sử. Các bạn coi thêm cái video của cái mục thứ 2 trong cái số 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ học tới cái số 5. Số 5 đó là gì? Học bài sỏi niệu trong 5 phút. Để học bài sỏi niệu trong 5 phút thì các bạn phải vượt qua được các cái câu. Câu thứ nhất là phân biệt được associated symptoms và accompanying symptoms. Thứ hai là các bạn phải phân biệt được underlying disease và comorbidity. Cái thứ ba là các bạn phải vượt qua được kiến thức là stone burden. Đó, chủ yếu là nó nằm ba câu hỏi đó. Thì thầy đã có một cái video và thầy đã vừa gửi cái video đó cho các bạn rồi. Các bạn chỉ cần coi cái video thì các bạn sẽ nắm tốt cái ba câu này. Bây giờ tới câu thứ tư. Một cái bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân nào mà sống ở những nước có xuân hạ thu đông đủ 4 mùa thì những bệnh nhân bị cơn đau quặn thận sẽ đi vào bệnh viện vào những cái cuối thu đầu đông. Và thường là những bệnh nhân từ 30 tới 50 tuổi thôi. Những bệnh nhân nào dưới tuổi 30 ít bị thì những bệnh nhân nào trên 50 tuổi cũng ít bị. Như vậy những người từ 30 tới 50 tuổi ở những cái nước mà có xương hạ thu đông thì nếu không uống nước, uống không đủ nước, nếu ngồi nhiều, nếu béo phì hoặc nếu có bệnh nền thì sẽ có những cơn đau quặn thận và họ phải nhập viện khám và điều trị vào cuối thu đầu đông. Tuy nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta nắng nóng quanh năm, do đó người bệnh sẽ đi khám vì cơn đau quặn thận suốt 4 mùa. Ở miền Nam chúng ta không có xương hạ thu đông. Thầy hay nói hoài với các cái sinh viên của chúng ta, nếu nhà trường của đồng bằng sông Cửu Long này dạy học trò cấp 1 rằng mô tả mùa xuân quê em là những kiểu học sai. Vì đồng bằng sông Cửu Long không hề có mùa xuân, không hề có mùa thu. Người học sinh cấp 1, cấp 2 ở đồng bằng sông Cửu Long không thể thấy được mùa thu lá vàng và rụng hàng loạt. Như vậy, chúng ta phải dạy cái gì đó thực tế. Nếu muốn dạy mùa thu thì chúng ta phải dẫn các em đó đi đến những nước có mùa thu vào mùa thu.
ví dụ như là Hàn Quốc, ví dụ như Nhật Bản. Ta không thể dẫn nó qua Singapore, Philippines, Indonesia để coi mùa thu hay mùa đông được. Rồi, ta thấy công thức chẩn đoán sỏi niệu gồm có echo cộng KOB cộng MSCT. Tuy nhiên khi các bạn đi lâm sàng thì nhiều bệnh viện không chụp MSCT mà chụp PV để tiết kiệm tiền, để tiết kiệm cái ngân sách, cái gia đình của bệnh nhân, cho được những cái ưu tiên, những cái option khác, những lựa chọn khác. Ta hỏi CT3 không phân biệt được khi nào tổng phân tích nước tiểu và khi nào thử cân lắng nước tiểu, đây là lỗi của ai? Lỗi của bác sĩ nào? Hướng dẫn lâm sàng nào? Rồi câu hỏi kế tiếp là đứng trước một bệnh nhân bị sỏi niệu thì khi nào cho kháng sinh? Thì các bạn biết nếu như bệnh nhân bị sỏi niệu nhưng nhìn vô nước tiểu mà không có bạch cầu, không có nitrit, bệnh nhân không có bệnh nền thì cân nhắc đừng cho kháng sinh. Năm phương pháp can thiệp sỏi niệu, ở đây thầy ghi có 5 nhưng mà thật ra là 6. Thầy không ghi phương pháp sandwich bởi vì đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta hiện nay các bác sĩ không niệu, không dám làm BCNL và cũng không dám làm sandwich vì biến chứng của nó nhiều quá, sợ bệnh nhân thưa kiệt. Rồi, như vậy cái bài sỏi niệu của chúng ta các bạn chỉ cần học hai câu đó là đủ và coi hai cái phim video là đủ. Bệnh án thì rất là nhiều bệnh án mà các bạn phải học trong phần niệu khoa. Thầy sẽ gửi cho các tổ trưởng nhiều cái bệnh án nữa, nhiều cái link của bệnh án nữa để các bạn coi và làm bệnh án. Làm bệnh án để cải thiện khả năng lâm sàng của chúng ta. Đó. Đây các bạn thấy đây rất nhiều bệnh án đây, sỏi niệu quản phải đó. Rồi, rất là nhiều bệnh án trong này. Các bạn chỉ cần bấm vào cái link này đó thì các bạn sẽ lấy được rất là nhiều bệnh án, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bệnh án. Nếu các bạn